Kính thưa quý vị các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái sản phẩm loa có tên mã là OK. Nó không phải là OK mà là OK. Sản phẩm này thì đợt trước thương hiệu này mình đã có nói về những cái cục sạc nhanh với 5 cổng, 3 cổng. Thì mình đã nói trước thì đây không phải là một cái thương hiệu quá mới mẻ, tuy nhiên thì nó mới bước vào thị trường Việt Nam. Và chiếc loa mình cầm trên tay có một cái thiết kế khá là hầm hố với một dải cao su cứng được nằm ở đây. Tuy nhiên dải cao su này không có tính chất bám, nó hơi bị trơn. Vì vậy khi sử dụng maximum bass thì nó có tình trạng là bị rung và không vững chãi khi sử dụng trên cái loa. Thì ở phần bốn góc này được làm bằng một cái chất liệu cao su bám dính hơn rất là nhiều. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có cảm giác khá là hầm hố, khá giống những cái thiết bị quân đội. Phần sau chúng ta sẽ có một số thông tin như là model của máy, kèm theo đầu vào của máy sẽ là 5V 1A và đầu ra sẽ là 5W. Về phần trên chúng ta sẽ có thêm 4 cái nút bấm. Đầu tiên sẽ là phím nguồn, thứ hai sẽ là phím nhận cuộc gọi, và thứ ba là tăng giảm âm lượng. Phím 4 cũng là tăng giảm âm lượng luôn. Đây là một trong những cái thiết bị khá là hiếm hoi khi tích hợp một cái mic trên cái loa này để có thể nhận cuộc gọi trực tiếp trên máy. Với cái loa này thì ngoài ra chúng ta cũng có thể thực hiện trên những trợ lý ảo như là Siri hay Google Now, có thể rất là dễ dàng để sử dụng. Về cạnh bên trái chúng ta sẽ có một cổng sạc micro USB cũng như là jack cắm 3.5 được đậy rất là chắc chắn. Đây là một sản phẩm có tính chất chống nước khá là đặc trưng, và gần như cái kiểu dáng bên ngoài chúng ta đã thấy được cái loa này có khả năng bền bỉ như thế nào. Bốn phần ốc được giữ cố định trần loa, chúng ta có thể thấy được cái cảm giác hầm hố trên một cái sản phẩm như thế này rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Về chức âm, không sử dụng theo cái nền tảng là hai loa cộng hưởng như hiện tại những cái loa chia bass. Vì vậy cái OK này mặc dù có vẻ hàm hố nhưng là không thể hiện tiếng bass được chắc trong như những cái loa hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên thì với mức giá của cái chiếc OK này mình nghĩ rằng nó quá là tiện dụng. Kèm theo thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái móc theo dạng cao su dẻo nè, thì chúng ta có thể giữ trên giỏ sách hay là đeo trên ba lô thì nó có thể mang đi để chia sẻ âm nhạc với lại bạn bè. Ngoài ra thì kết nối của thiết bị này chúng ta sẽ có cả kết nối NFC cũng như Bluetooth, chúng ta chỉ cần chạm vào chiếc máy thì nó sẽ tự động kết nối ngay, rất là nhanh, rất là tiện lợi. Nóng mỏng. Và nếu các bạn muốn biết thêm về những sản phẩm, các bạn có thể truy cập site www.dinongviet.vn hoặc liên hệ số điện thoại khách hàng 1900 2006. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xem mãi chẳng dài.